Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nhún nhường quá đồng nghĩa với sỉ nhục Vào ngày 29 tháng 8, truyền thông nhà nước Việt Nam đã chính thức đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Tờ báo Thanh niên đưa bản tin với tiêu đề hời hợt rằng Tổng thống Mỹ Biden sẽ thăm Việt Nam vào tháng 9 Dù vậy, bản tin này cũng đã bị xóa tan những đánh giá cho rằng Việt Nam im lặng, không dám đưa tin về chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này theo đó, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ quyết định nâng cấp mối quan hệ ngoại giao từ đối tác toàn diện sang đối tác chiến lược. Dù rằng mối quan hệ này vẫn thấp hơn với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam dành cho bốn quốc gia, trong đó có Nga và Trung Quốc. Trước đó vào ngày 28 tháng 8, tòa Bạch ốc công bố tổng thống Hoa Kỳ Biden vào ngày 10 tháng 9 sẽ công du Việt Nam. Tổng thống Mỹ sẽ gặp các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam để bàn một loạt vấn đề và ông Biden sẽ rời Hà Nội vào ngày 11 tháng 9. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nêu rõ, tại Hà Nội, Tổng thống Hoa Kỳ Biden sẽ gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác. Tổng thống Hoa Kỳ và những nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bàn thảo về việc tăng cường mối quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy nền kinh tế hướng về công nghệ và sáng tạo cho Việt Nam việc truyền thông nhà nước việt nam chính thức đưa tin về một sự kiện có thể coi là đặc biệt quan trọng này diễn ra trong bối cảnh quan hệ mỹ và trung quốc rất căng thẳng theo đó trung quốc đang gia tăng các hành động lấn át đối phương và các quốc gia đông nam á có chủ quyền tại biển đông đây cũng là lần đầu tiên ông biden tới thăm hà nội trong tư cách là tổng thống hoa kỳ đối với lãnh đạo hà nội đây là một sự kiện hết sức nhạy cảm cho mối quan hệ giữa việt nam và trung quốc khiến cho họ lúng túng được biết, trước đây ít ngày trong chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Việt Nam, ông Trần Lưu Quang tại Vân Nam, Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo Việt Nam rằng không được xa rời ý thức hệ. Đó là sự nhắc nhở về cam kết của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 10 tới ngày 1 tháng 11 năm 2022 nhân dịp Chủ tịch Tập Cành Bình tái đắc cử lần thứ 3 sau Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, Tập Kinh Bình đã nhắc ông Tổng Bí Thư không được để cho mỗi phương Tây xem vào mối quan hệ của chúng ta. Ông Tổng Bí Thư thăm tỉnh Lạng Sơn. Có lẽ do thói quen cam kết một đằng nhưng làm một nẻo, nhưng ngày 25 tháng 8, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phải bất ngờ thăm và làm việc tại Lạng Sơn. Đồng thông thời trồng cây lưu niệm tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị. Chỉ có đi trồng cây thôi, vậy mà cùng đi với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, có các ông ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Chính văn phòng Trung ương Đảng Ông Lê Minh Hùng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến Phó Thủ tướng Lê Minh Khái Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên Phó Chính văn phòng Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh, Tư lệnh Quân khu 1 Trung tướng Nguyễn Hồng Thái Và nhiều ban bệ dành giang khác phải kể thêm chuyến thăm của ông Tổng Bí Thư có sự tháp tùng của Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Bà. Dường như vẫn chưa đủ, vẫn sợ bạn vàng phương Bắc Phật lòng. Bộ Quốc phòng của Việt Nam vào chiều ngày 28 tháng 8 đã họp báo đưa tin về giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 8 sẽ diễn ra trong các ngày 7, 8 tháng 9 sắp tới. Cụ thể, hai bộ trưởng quốc phòng của hai nước đồng chủ trì cuộc giao lưu lần này sẽ diễn ra tại Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc. Một số hoạt động đáng chú ý trong lần giao lưu lần này là tô son cột mốc biên giới giữa hai phía, sơ kết cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới, sơ kết quy chế phối hợp giữa tiểu đoàn biên phòng Hà Khẩu thuộc Bộ đội Biên phòng Khu Mông Tự, Trung Quốc và đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai, Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang của Việt Nam sẽ hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc nhân lần giao lưu này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trong chuyến thăm Lạng Sơn. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc lần thứ 8 nhằm tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Mối quan hệ đã được ký kết nhân chuyến thăm hoa lục của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vào tháng 11 năm ngoái. Điều đang nói ở đây là quan điểm đối ngoại của Việt Nam làm bạn với tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước lớn như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, vân vân, là điều đáng hoan nghênh. Song mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam phải được đặt trên nền tảng của sự bình đẳng, tôn trọng sự độc lập, chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Không thể chấp nhận các biểu hiện nước lớn lấn át và lãnh đạo của Trung Quốc, ví dụ như khi trao đổi với các lãnh đạo đồng cấp Việt Nam, họ thường sử dụng các mệnh lệnh ép buộc như Trung Quốc yêu cầu hoặc là Việt Nam phải vân vân. Cho nên việc Việt Nam quan hệ với quốc gia nào, cấp độ ra sao là chuyện nội bộ của Việt Nam. Việt Nam tự quyết định. Việc gì ban lãnh đạo Hà Nội phải đôn đáo bày ra những việc hay sự kiện để lấy lòng ông bạn vàng một cách không cần thiết đến thế, phải chăng nhằm để xoa dịu sự tức giận của ban lãnh đạo Bắc Kinh trước sự tiến bộ vượt bậc của trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ? Điều đó là một sự sỉ nhục đối với Việt Nam và quốc gia độc lập có chủ quyền. Từ ngàn xưa, người dân Việt Nam sông núi nước Nam vu nằm ở hay tha làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Nhún nhường quá với láng giềng, bất kể họ là ai, là đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc nhún nhường quá đồng nghĩa với sự sỉ nhục. Tổng giả soát học vị tiến sĩ học hàm giáo sư ở Việt Nam hiện nay, tại sao không? Truyền thông nhà nước đưa tin đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã đề nghị cần có tổng giá soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ của cán bộ sau việc xử lý kỷ luật tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với mục đích sàng lọc chất lượng nhân sự. Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022, phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế xã hội, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau đã kiến nghị 5 vấn đề. Trong đó, ở kiến nghị thứ hai nhân việc cơ quan đảng các cấp xử lý một số cán bộ chủ chốt ở Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam liên quan đến lò ấp tiến sĩ, đại biểu Vân đề nghị rằng cần tổng ra soát bằng tiến sĩ, thạc sĩ mà trọng tâm là cán bộ trung cấp, cao cấp của toàn bộ bộ máy của nhà nước. Việc này nhằm sang lọc chất lượng nhân sự, đảm bảo quản lý điều hành của cả hệ thống. Đề xuất của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cách đây một năm đã được dư luận đón nhận tích cực, song dư luận cũng băn khoăn liệu quốc hội chính phủ nhà nước và đảng có đồng ý với đề xuất này hay không rồi cần có một tổ chức kiểm tra độc lập không chịu sự can thiệp của đảng và chính quyền dưới bất cứ hình thức nào có làm được việc này hay không hỏi cũng có nghĩa là câu trả lời rất khó thậm chí là không thể đại biểu quốc hội lê thanh vân đề nghị có tổng giả soát bằng tiến sĩ bởi tổ chức kiểm tra độc lập đó sẽ phải là một tổ chức xã hội dân sự độc lập độc lập thực sự không chịu sự chi phối của bất kỳ ai cả của bất kỳ thế lực nào rõ ràng hai yếu tố tổ chức xã hội dân sự độc lập và độc lập thực sự không chịu chi phối là hai yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong một thể chế chính trị độc đảng toàn trị như ở việt nam hiện nay rồi đến khi kiểm tra xong kết luận ông a sử dụng bằng đại học thật nhưng bỏ tiền ra mua bà b sử dụng bằng thạc sĩ thật cũng do mua và có để sau đó họ tiếp tục dùng tiền với những tấm bằng dởm như thế để có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư, giáo sư vân vân. Điều chắc chắn gần như 100% lãnh đạo Việt Nam hiện nay đều như vậy. Cứ nhìn những tấm cạp visit của các quan chức lãnh đạo hiện nay, dài dằng dặc các chức danh học hàm học vị. Mọi người đều biết có được các học vị học hàm ấy, thường đa số đều do dùng tiền để mua, chứ đâu trong đầu họ có chút kiến thức nào đâu. Đó là lý do khiến hiện nay một quốc hội như Việt Nam là một sân khấu hài mà các đại biểu quốc hội với những khuôn mặt phỉ nộn, bóng nhẫy như những danh hài rẻ tiền. Rất nhiều các phát biểu tại hội nghị trường và ngây ngô vô thức không bằng lũ trẻ trâu nay đã thực sự trở thành thảm họa cho quốc hội Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với học vị tiến sĩ lý luận chính trị vì chủ nghĩa Mark Lenin, học hàm giáo sư kinh tế chính trị. Ngoài như thế, vậy mà ông Tổng Trọng định nghĩa hiến pháp như sau hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cường lĩnh của đảng đây là điều rất nhảm nhí mà kể cả những kẻ ít học nhất cũng không bao giờ dám nói đến như vậy bởi vì theo định nghĩa chính thống hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật của một quốc gia quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục quyền hạn trách nhiệm của một chính quyền công an đọc lệnh bắt giam một số bị can là cán bộ trường đại học đông đô Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng có trình độ hiểu biết hạn chế như thế, thì trên cương vị Tổng Bí thư, trưởng tiểu ban nhân sự của các kỳ Đại hội Đảng khóa 12, 13, thì chất lượng của các ủy viên Trung ương Đảng thế nào thì ai cũng biết được. Nếu tổng giả soát các học hàm, học vị đến khi có kết luận chính thức, thì sẽ xử lý như thế nào đây? Hủy băng hay sao? Cách chức, buộc thôi việc, thậm chí có truy tố trước pháp luật hay không? Chắc chắn sẽ không xảy ra như vậy vì công khai ra thì lòi cả ổ. Theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an, trong vụ án mua bán bằng nghiêm trọng ở Đại học Đông Đô, trước đây khi bị phanh phui, cơ quan chức năng đã phát hiện trong đó có số 626 bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh do trường này cấp dù chỉ làm việc được với 217 trường hợp và đã có đến 193 trường hợp đã được cấp văn bằng hai ngành ngôn ngữ tiếng Anh mà không cần qua đào tạo tuyển sinh thi cử trong đó có 55 người đã sử dụng bằng giả này để xem xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Một người làm điều kiện bảo vệ thạc sĩ, một người thi nâng ngạch thanh tra viên và một sử dụng xét tuyển thạc sĩ. Ngoài ra, tổng số tiền học phí bằng văn bản 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô thu về hơn 24 tỷ đồng. Trong khi đó, trường này cung cấp danh sách tới 2.500 người và báo cáo thu 18 tỷ đồng trong số 203 người bị xác định là nhận bằng giả của Đại học Đông Đô, 166 người có xác định đã đóng tổng cộng 2,6 tỷ đồng. Đáng quan ngại hơn, không chỉ riêng Đại học Đông Đô mua bán bằng giả, mà còn có 16 trường đại học khác ở Việt Nam cũng có dấu hiệu mua bán các loại văn bằng hay chứng chỉ học vấn giả. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về hiến pháp. Bộ Công an đã xác định có 55 trường hợp sử dụng bằng giả của Đông Đô để xét tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ. Vậy mà danh tính của 55 người này vẫn bị ém nhẹn như một bí mật quốc gia vậy. Đại tá Nguyễn Như Phong, phó tổng biên tập của báo công an cũng tuyên bố sẽ công bố danh tính xong cũng thôi. Dư luận cho rằng nếu công bố thì khả năng cao sẽ lộ mặt không ít các ủy viên Trung ương Đảng đang đương chức hiện nay. Vấn đề quan trọng là trong thời gian ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí Thư thì mới bắt đầu có phong trào xính bằng cấp. Bằng cấp trở thành một trong các tiêu chí lựa chọn nhân sự trong bối cảnh quan trường Việt Nam hiện nay việc mua quan bán tước trở thành một vấn nạn chưa từng có thì việc mua bán bằng cấp giả của quan chức là điều đương nhiên không ai bảo ai nhưng chắc chắn là trên 95% các học vị tiến sĩ là dởm tiến sĩ giáo sư gì mà tiếng Anh một chữ cũng không hề biết hiến pháp Việt Nam quy định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân thông qua các đại biểu Quốc hội cho dân bầu vậy mà Việt Nam tình trạng không chỉ là đảng cử dân bầu như trước đây mà các đại biểu quốc hội cũng do một ông tổng trọng lựa chọn. Thử hỏi đất nước này sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng giả soát học vị tiến sĩ, học hàm, giáo sư ở Việt Nam hiện nay tại sao không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.